quá trình chọn bánh tráng, mình sẽ cho dầu ăn và nước vào trong bánh tráng. Máy sẽ giúp chờ cái sản phẩm bung lên để làm liền bánh tráng. Xin giới thiệu anh chị, máy trộn lòng quay dạng khía. Máy này giúp để trộn đậm ướt bánh tráng hoặc làm liền bánh tráng. Máy có trang bị cái vòi sinh xương, quá trình trộn giúp cái bánh tráng mình sẽ mềm lên. Cho dầu ăn và nước vào trong cái máy trộn. Trong quá trình trộn mình cũng có cái vòi sinh xương để xịt vào trong cái bánh tráng, giúp cho bánh tráng mềm. Để máy tự trộn đến khi nào mà bánh tráng mình mềm đạt yêu cầu mình sẽ cho ra. Sau một khoảng thời gian trộn, bánh tráng mềm đạt yêu cầu của người sử dụng, mình sẽ tắt máy cho ra. Máy có trang bị cái cơ cấu đổ liệu, bật cái công tắc thì cái cơ cấu đổ liệu nghiêng cái lồng xuống để đổ sản phẩm ra. Sau khi đổ sản phẩm ra xong, mình sẽ bật cơ cấu cho cái lồng nghiêng về vị trí ban đầu để tiếp tục cái mẻ trộn tiếp theo. Cho cái vòi phun xương hơi nước vào trong cái lồng trộn, sau đó sẽ cho sản phẩm vào trộn. Máy được chế tạo bằng inox 304 chuyên cho ngành thực phẩm.